Vâng, chúng ta chuẩn bị đến với cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Tứ Xuyên và LP Bank Ninh Bình. Đây là một trong những trận đấu ở bảng B của giải bóng chuyền quốc tế VTV9 Bình Điền 2024. Huấn luyện viên là ông Thái Thanh Tùng. Trọng tài nhất là ông Nguyễn Huy Thông. Và trọng tài thứ hai là ông Nguyễn Anh Tuấn. Trận đấu đã bắt đầu. Như vậy là số 10 của Tứ Xuyên Trung Quốc sẽ phát bóng. Wang Wuqing. Như vậy là pha tấn công tốt và ghi điểm của LB Bank Ninh Bình. Cú phát bóng của Miao Yiwen. Pha bỏ nhỏ vẫn còn. Bích Tuyền rất hay, vẫn là Đinh Thị Thúy. Tuy nhiên thì hàng chắn của Tứ Xuyên đã hoạt động rất hiệu quả. Với diễn biến của set 1 của đối đầu giữa LB Bank Ninh Bình và Tứ Xuyên Trung Quốc, lúc này thì Tứ Xuyên Trung Quốc đã vừa liền dẫn trước 14-13. Rất nỗ lực đó là Bích Tuyền. Cú dứt điểm nhanh. Pha phát bóng của Hoài My. Chắn bóng thành công. Một pha bám chắn rất chắc của hai chắn bên phía LB Bank Ninh Bình. 23-19. 5 điểm. 24-19. Một pha phát bóng tốt của vận động viên bên phía LB Bank Ninh Bình và 24-19. Đây là tình huống trước đó. 24-19 cơ hội giành set point cho LB Bank Ninh Bình. Như vậy là đã có điểm cho Tứ Xuyên Trung Quốc 20-24. Xử lý bước một tốt. Bích Tuyền. Theo dõi lại pha quật chậm vừa rồi thì có thể thấy là theo phán đoán của tôi, cú đưa bóng của Bích Tuyền bóng chưa chạm chắn của vận động viên bên phía Tứ Xuyên. Set point cho LB Bank Ninh Bình 25-24. Xử lý bước một không ổn rồi, như vậy là 26-24 nghiêng về LB Bank Ninh Bình. Đã giúp cho LB Bank Ninh Bình giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất trước Tứ Xuyên Trung Quốc. Vẫn còn. Quá hay. Cầu thủ bước một tốt. Bích Tuyền. Rất xuất sắc. Các tay chắn của Tứ Xuyên Trung Quốc đã không bị cuốn vào tình huống tấn công vừa rồi và họ đã bình tĩnh chắn bóng thành công và chắn bóng giữa lưới chính xác của Tứ Xuyên Trung Quốc. Hóa giải pha kết thúc của phụ công Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Lần này thì vận động viên Doan Gu của Tứ Xuyên Trung Quốc đã đập bóng ngoài chắn. Bóng ngoài. Mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều nhưng Quang Chen vẫn tỏ rõ sự kinh nghiệm của mình. Và đẳng cấp. Và đó là Bích Tuyền 19.
Cú phá bóng của Hoài My. Hoài My sinh năm 95, huấn luyện viên cao 1m75. Điểm chạm cực kỳ nhạy cảm, quá hay. Sự xuất hiện của Bích Tuyền luôn khiến cho hàng chắn của Tứ Xuyên Trung Quốc không biết đằng nào mà lần, và đó là một trong những cú ghi điểm để giúp cho Anh Ninh Bình vươn lên dẫn trước với điểm số 20-16. Như vậy là điểm cho LB Bank Ninh Bình 24-17. Cơ hội dành set point cho các cầu thủ LB Bank Ninh Bình vẫn còn. Điểm cho Tứ Xuyên 18-24. Quá là hay. Bích Tuyền ghi điểm quyết định của set đấu thứ hai, qua đó giúp cho LB Bank Ninh Bình vượt qua Tứ Xuyên Trung Quốc ở set đấu này với điểm số 25-18 và dẫn trước Tứ Xuyên với số 2-0 sau hai set đấu. Phản đá bóng rất uy lực của Bích Tuyền nhưng Quang Chen vừa rồi cũng đã hóa giải. Một pha kết thúc thành công của Lê Thanh Thúy. Vâng, như vậy là LB Bank Ninh Bình sẽ xin khiếu lại tình huống này. Như vậy là quyền khiếu nại chính xác của LB Bank Ninh Bình. Các tay chắn của Tứ Xuyên Trung Quốc vừa rồi đã chạm lưới trong cú bật chắn này. Như vậy là tình huống bóng chạm tay. Bóng chạm tay chắn của Tứ Xuyên. Lần thứ hai trong set đấu này LB Bank Ninh Bình khiếu nại thành công. Và bây giờ là cơ hội giành set point. Như vậy đây là cơ hội giành match point cho LB Bank Ninh Bình 24-16. Đây rồi. Đây rồi. Bích Tuyền đã ghi điểm quyết định của trận đấu này giúp cho LB Bank Ninh Bình vượt qua Tứ Xuyên Trung Quốc với tỷ số 3-0. Chúng ta xem lại điểm quyết định, một cú đập cực kỳ cắm của Bích Tuyền. Trước đó thì Đinh Thị Thúy đã có một tình huống phòng thủ cực kỳ kiên cường.